Chào các bạn nha. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu đến tất cả các bạn, đây là một cái con hàng để người ta lãnh gia công về nhà làm đó các bạn. Thì hiện thì mình cũng đang lãnh gia công về nhà làm. Mình đang trong quá trình học thôi. Thì mình nếu mà các bạn nào mà xem á thấy có mà dự định là lãnh về nhà làm được á thì hãy xem kỹ video này, và nếu như các bạn có ý định muốn lãnh về nhà làm á thì liên hệ với mình nha các bạn. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xỏ những cửa hàng này nha. Đây là hàng lãnh gia công, mình lãnh ở công ty về. Nếu mà được một số đông bạn ủng hộ á thì mình cũng sẽ lãnh về cho các bạn làm chung với mình nha. Thì ở đây mình xin giới thiệu, đây là cái con người ta gọi là cái con housing đó các bạn. Ở đây là con hàng này thì nó có hai cái con housing. Con housing này là gọi là con housing đầu lớn nè. Còn đây là cái con housing đầu nhỏ nha các bạn. Thì dây á thì ở đây có dây, đây là dây gọi là dây năm nha các bạn. Tại vì dây năm là nó có năm cái sợi dây nhỏ ở đây nè. Một sợi dây là màu xám. Ở đây thì mình quay chắc là các bạn không có nhìn thấy rõ màu đâu. Các bạn nào có dịp thì đến thẳng nhà mình sẽ chỉ cho. Đây là màu xám nè. Và còn 4 cộng còn lại là màu đen nè. Đây là dây 5 các bạn, còn đây là dây 4 nè. Cái dây 4 này thì nó dính với nhau như vậy. Chúng ta sẽ thực hiện cái thao tác là tách nó ra. Nè, 3 cộng đen và 1 cộng xám. Ở đây cũng là 3 cộng đen và 1 cộng xám, chúng ta sẽ tách nó ra nè. Các bạn dùng tay vuốt nó ra, hoặc là các bạn nếu mà đau tay thì các bạn nào có thể dùng lấy cái vít á vuốt, chứ các bạn không có xé nó ra nha. Xé nó ra nó sẽ bị hư đó các bạn. Đó rồi thì cộng dây 5, cộng dây 4. Và ở đây là cộng dây màu nha các bạn. Ở đây là mình đã xỏ sẵn một đầu rồi nè. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xỏ nha. Thì đầu tiên mình sẽ lấy cộng dây 5 nè. Đầu cái này là đầu lớn, và ở đây nó còn có đầu nhỏ. Thì tất cả các dây này nó đều có hai đầu, một đầu lớn và một đầu nhỏ nha các bạn. Mình sẽ lấy cái cộng dây 5 và lấy cái đầu lớn. Mình sẽ cầm 4 cái con màu đen và tách một cái con màu xám ra nha các bạn. Và đây mình sẽ xỏ vô cho các bạn coi thử nha. Các bạn lật cái mặt mà có số lên nè. Cái số 20 này các bạn, ở đây là có hai mặt nè, một mặt không số và một mặt có số. Các bạn sẽ ngửa cái con này lên. Và ở đây các bạn thấy những cái ô nhỏ 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 này không? Và mình cái hàng trên này á thì mình xỏ vô cái hàng trên này và mình cắt ra một ô. Đó, các bạn xỏ vô mà nghe cái nó kêu một cái tách á là có nghĩa là nó đã vô khớp rồi các bạn. Nè. Mình quay kỹ cho các bạn xem nè. Đó, cắt vô một ô nha các bạn. Và còn cái cọng dây xám này á thì mình sẽ lật úp nó xuống. Xoay ngược nó đầu nó lại và đây nè. Xỏ xuống hàng dưới nha các bạn. Và cắt vô một ô cho mình. Đó thì đã xong nè. Xong một cái phần đầu này là cái con housing lớn rồi nha các bạn. Và đây là cái con housing nhỏ nè. Và mình sẽ lấy cái đầu nhỏ nè. Ở đây thì mình quay có nghĩa là các bạn sẽ khó thấy hơn là đến để xem trực tiếp á. Các bạn cắt vô nó cũng những có những cái ô nhỏ 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 như thế này nè. Là các bạn cắt vô cho mình 6 ô nha. Mình nói 6 ô chứ không phải là các bạn ngồi các bạn đếm 6 ô đâu. Ở đây nó có một cái khớp nè. Là các bạn canh ngay cái khớp này các bạn xỏ vô là nó sẽ đủ 6 ô nha. Mình sẽ giống như hồi nãy là tách một cọng dây xám ra nè. Còn 4 cái cọng dây màu đen nè, mình sẽ bỏ vô. Các bạn nhớ là cắt vô 6 ô nha các bạn. Đó, các bạn xỏ vô đến khi nào mà các bạn gỉ ra như vậy không được nè, là nó đã trúng khớp rồi các bạn. Và mình cũng tiến hành y như vậy luôn, cắt ra 3 ô nữa nha các bạn. Ở đây nó cũng có cái khớp nè. Cắt ra 3 ô nữa và mình chọt vô nè. Khi nào mà cảm thấy rút ra không được á là nó trúng khớp. Như vậy nha các bạn. Đây là mình đã xỏ xong một cái cọng
cộng dây 5. À, bây giờ tiếp tục là cộng dây 4 nha các bạn. Thì ở cộng dây 4 này nó rất là đơn giản. Các bạn quay cái mặt mà nó không có chữ nè. Hồi nãy là mình xỏ dây 5 ở cái mặt có chữ, bây giờ là mình quay cái mặt không có chữ, mình xỏ ở bên này nha các bạn. Từ bên trái qua và không cắt ô nào hết. Không có bỏ ô nào hết, các bạn xỏ vô luôn ha. Xỏ hết 5 sợi, 4 sợi dây vô luôn ha. Đó. Các bạn thực hiện thao tác vuốt vậy nè. Cái xong rồi ở đây là 4 cộng dây. Các bạn cũng gắn y như vậy luôn nha, sát vô cái bìa luôn. Ok nha các bạn. Các bạn nào có thời gian thì đến trực tiếp mình chỉ sẽ dễ làm hơn. Ở đây thì mình chỉ quay sơ cho các bạn coi các công đoạn để mà mình làm một cái con hàng á. Cho các bạn suy nghĩ thôi, coi cảm thấy có làm được không thì liên hệ với mình nha. Và chưa xong đâu các bạn, mình còn cái công đoạn tiếp theo nữa là chúng ta bắt đầu xỏ dây màu các bạn. Xỏ hết cái dây màu này nữa mới xong nha các bạn. Thì mình cũng quay cái đầu mà có cái mắt lớn này nha các bạn. Các bạn thực hiện cái thao tác là bóp cái sợi dây này nè cho nó tách, nó tách những cái cọng dây màu này ra ha các bạn. Chúng ta sẽ xỏ cho nó không có bị gọi là chồng chéo lên nhau các bạn. Thì ở đây các bạn phải nhớ cho mình là nhớ màu cho mình. Các bạn xỏ vô từ phía bên này qua ha. Các bạn cứ đọc theo mình là dễ nhớ lắm. Lúc đầu có vẻ là các bạn chưa quen, nhưng mà xỏ vài con thôi, một ngày hai ngày là các bạn quen, các bạn làm rất là nhanh. Cái này làm có ăn đó các bạn. Chúng ta sẽ xỏ cái dây màu trắng vô trước ha. Xong tới cái dây màu xanh lá. Trắng, xanh, đen. Nâu. Màu đỏ. Đó, các bạn xỏ những cái dây màu này vô nè ha. Trắng, xanh, đen, nâu, đỏ. Xong ha. Và các bạn còn những cái dây này nè, các bạn sẽ lật ngược lại nha. Đó, mình thực hiện cái thao tác lật lại. Và mình tiếp tục xỏ. Đó là màu cam. Màu cam trước nha các bạn. Cam, màu xám, xanh. Đây là xanh dương nha các bạn, hồi nãy là xanh lá. Cam, xám, xanh, vàng. Đó, chúng ta đã xong cái phần đầu này rồi nè. Mình sẽ thực hiện cái thao tác vuốt nha. Vuốt như vậy để cho nó bằng á, không có bị chéo dây các bạn. Thì ở đây mình cũng xỏ y như hồi nãy luôn nha các bạn. Trắng, xanh, đen, nâu, đỏ. Mà cái này mình không có lật, mình xỏ liền nhau luôn nha. Tại vì nó chỉ có một cái khớp, một đầu thôi. Xanh đen nâu đỏ, cam, xám. Xanh dương. Và màu vàng nha các bạn.
trắng, xanh, đen, nâu, đỏ, cam, xám, xanh, vàng. Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong một cái con hàng này các bạn. Rồi các bạn nào mà ở gần nhà mình á, nhà mình là ở Phước Hòa, Phú Giáo, Bình Dương, mình sẽ nhận những cái bạn nào mà ở Vĩnh Hòa, Phước Hòa và Bình Mỹ được ha, gần, nói chung là tùy thuận cái đoạn đường mình đi lãnh hàng nha các bạn. Các bạn nào rảnh ở nhà thì có thể lấy cái công việc, đây là công việc gia công, có thể lãnh về nhà nha các bạn. Nhưng mà trước khi các bạn lãnh về nhà, các bạn phải bỏ cho mình vài ngày, khoảng 3-4 ngày gì đó, các bạn tới đây học. Mình sẽ cảm thấy là bạn nào làm được thì mình mới cho lãnh về nha. Tại vì mình không có lấy tiền cọc gì hết á, cho nên là mình sẽ phải chịu trách nhiệm với những cái con hàng mà mình đã cho các bạn lãnh về nha các bạn. Ở đây thì mình có còn thêm một cái công đoạn nữa là dán băng keo. Nhưng mà ở đây thì mình làm không, mình không có dán băng keo ha, mình chỉ xỏ vậy thôi. Còn các bạn nào mà muốn làm dán băng keo luôn á thì hả, đón xem ở cái video sau, mình sẽ hướng dẫn luôn ha các bạn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Có gì thì các bạn để lại số điện thoại ở phần nhận xét, mình sẽ liên hệ nha các bạn. Các bạn nào mà ở xa thì vui lòng bỏ qua cái video này giùm mình nha. Xin cảm ơn rất nhiều.